Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 17 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy tại Đam Rông và Lâm Hà. Lâm Đồng tăng cường quản lý môi trường khai thác khoáng sản. Thành lập 12 chốt kiểm dịch xuất nhập động vật vào tỉnh để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhập. Người dân cần chung tay trong việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hiệu quả từ điểm hiến máu cố định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 17 tháng 6, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định bổ nhiệm Tránh thanh tra tỉnh và quyền giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh và cán bộ công chức các sở ngành liên quan. Tại buổi lễ, thừa lệnh của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Trương Văn Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã đọc quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Quyết định giao quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới. Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới sẽ phấn đấu gương mẫu, phát huy tốt năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Đức Thuận, quyền giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt trọng trách trên cương vị mới của mình, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo đơn vị nơi công tác đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sắp tới, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo, phó trưởng đoàn chuyên trách, ông Ca Nhiễu, ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri xã Đạ Long, huyện Đam Rông và xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, nhằm thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông báo với cử tri xã Đạ Long, huyện Đam Rông và cử tri xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau 20 ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và nhiều vấn đề quan trọng khác. Riêng đối với hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp này, đoàn đã gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương 41 lượt ý kiến kiến nghị, 10 chất vấn bằng văn bản về các nội dung được xã hội cử tri quan tâm và phát biểu đóng góp nhiều lượt ý kiến quan trọng khác. Cử tri xã Đà Long và Đà Đờn đánh giá cao những hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng lần này, đồng thời mong muốn những kỳ họp tới, đoàn sẽ tiếp tục có thêm nhiều đóng góp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đà Long, huyện Đam Rông kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư mở rộng tuyến đường từ xã Đưng Cơn Đớ, huyện Lạc Dương sang địa bàn các xã Đà Long, Đà Tông để thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Một số ý kiến khác đề cập đến việc đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ nguồn nước tưới, vấn đề cấp đất sản xuất cho bà con, vay vốn sản xuất, gia hạn thời gian vay vốn, giải pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen đang phát triển mạnh tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Ngoài ra, một số ý kiến liên quan đến hiến đất làm đường, giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho bà con, chế độ chính sách, công tác quy hoạch cán bộ cũng được cử tri trao đổi chia sẻ. Còn tại xã Đà Đờn, cử tri huyện Lâm Hà kiến nghị vừa qua địa phương nên có sự quan tâm hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện khi thực hiện quy định cấm các phương tiện tự chế, xe công nông lưu thông trên các tuyến đường từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Đối với tình trạng khai thác cát trên sông Đà Dân đoạn qua xã Đà Đờn, cử tri bức xúc vì không chỉ gây sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến sông này mà còn làm mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Do đó rất cần được ngành chức năng ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn phản ánh về thực trạng giá cả nông sản bấp bênh, vấn đề bảo hiểm y tế, việc tăng giá điện, cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sản xuất sử dụng ổn định trên 20 năm, đầu tư hệ thống hạ tầng về điện trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc với ngành chức năng, chính quyền huyện Đam Rông và Lâm Hà đã trả lời một số ý kiến kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền của địa phương liên quan đến các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, thời gian vay vốn, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, nước sinh hoạt, vấn đề đất ở và đất sản xuất cho các hộ dân mới tách khẩu, cấp quyền sử dụng đất và các chế độ chính sách bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu giải trình một số ý kiến kiến nghị mà cử tri các địa phương quan tâm liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách, vấn đề đầu tư tuyến đường Trường Sơn Đông từ Đơn Cơ Nớ Lạc Dương sang địa bàn các xã của huyện Nam Sông, công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng pháp luật liên quan đến luật tổ chức chính quyền địa phương, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, công tác quản lý bảo vệ rừng, giải pháp quản lý khai thác cát và một số lĩnh vực quan trọng khác. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác của cử tri hai địa phương, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Ngày 17 tháng 6, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã tổ chức hội nghị quốc tế gặp gỡ các nhà kinh tế Việt Nam thường niên năm 2019 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước cùng các học giả đến từ các nước trên thế giới, Pháp, Mỹ, Úc, Anh, Tây Ban Nha, v.v. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt Nguyễn Văn Kết khẳng định, Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam 2019 đã tổ chức được 11 năm qua và là một sự kiện nổi bật có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với giới nghiên cứu về kinh tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mong muốn thông qua hội nghị lần này sẽ là một diễn đàn khoa học và tham vấn chính sách kinh tế có uy tín, đóng góp một cách ý nghĩa vào sự phát triển của Việt Nam và thế giới. Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 17 đến 18 tháng 6, quy tụ hơn 100 báo cáo liên quan đến những vấn đề mới nổi trong kinh doanh và kinh tế của các học giả trong và ngoài nước. Các nghiên cứu này mang lại những cái nhìn mới, những hàm ý chính sách bổ ích và có ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam. Hội nghị sẽ tạo cơ hội để nuôi dưỡng mạng lưới các nhà kinh tế khoa học Việt Nam và các nhà khoa học xã hội khác trên toàn thế giới, mở rộng và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong các trường đại học với nhau. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các cơ quan quản lý của chính phủ cũng như các công ty của Việt Nam học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu và là diễn đàn học thuật có uy tín dành cho giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ hay nghiên cứu sinh. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, giãn khai thác khoáng sản, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Thành lập 12 chốt kiểm dịch xuất nhập động vật vào tỉnh để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhập. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, giãn khai thác khoáng sản. Trong đó, tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường tại địa phương. Đồng thời, đánh giá thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ra sự cố môi trường như cơ sở dự án khai thác cát, sỏi, vật liệu, san lấp mặt bằng, cơ sở dự án khai thác, chế biến, tinh chế khoáng sản rắn. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi 195 dự án thuê rừng với tổng diện tích gần 30.000 ha trong tổng số 329 dự án của 312 doanh nghiệp đầu tư. Trong đó thu hồi toàn bộ 161 dự án với trên 25.000 ha, thu hồi một phần 34 dự án với diện tích thuê đất hơn 4.160 ha. Các dự án thuê rừng chủ yếu quản lý, bảo vệ, chăn nuôi trong rừng kinh tế gắn với phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại. Nguyên nhân thu hồi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết do các doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, triển khai chậm tiến độ để được phê duyệt, không tổ chức bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê, để rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn, doanh nghiệp thực hiện dự án sai mục đích và doanh nghiệp tự nguyện trả lại dự án. Các dự án sau khi thu hồi được giao cho các đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra, rà soát, tổ chức biện pháp quản lý. Đến nay, Lâm Đồng có trên 535.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 453.000 ha, rừng trồng gần 82.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 54%. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn Lâm Đồng, đến nay các địa phương đã thành lập 12 chốt kiểm dịch xuất nhập động vật vào tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn Lâm Đồng, tính đến trung tuần tháng 6, trên địa bàn tỉnh đã có 6 địa phương thành lập 11 chốt kiểm dịch động vật liên hành tạm thời, gồm lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cán bộ thú y và chính quyền địa phương kiểm soát động vật xuất nhập tỉnh, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vận chuyển lợn dịch.
Trong đó huyện Cát Tiên có 3 chốt, các huyện Đạo Oai, Bảo Lâm, Di Linh 2 chốt. Huyện Nam Sơn và Lạc Dương mỗi huyện 1 chốt. Riêng tại huyện Đức Trọng sẽ thành lập một chốt kiểm dịch cơ động trên tuyến đường Đại Ninh đi Bình Thuận. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Ban dân tỉnh, các lực lượng liên ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát kiểm dịch đối với công tác giết mổ gia súc, chú trọng kiểm tra xử lý đối với các phương tiện vận chuyển gia súc bằng xe máy, mô tô, ô tô xuất nhập tỉnh. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài việc tăng cường áp dụng những quy trình đầu tư chăm sóc tiên tiến, tỉnh Nam Đồng còn ưu tiên mở rộng những diện tích chè chất lượng cao để mạnh liên kết sản xuất để có đầu ra ổn định với giá thành hợp lý. Tỉnh Nam Đồng hiện có trên 12.500 ha chè các loại. Trước nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước, nhiều giải pháp đã được nông dân và ngành nông nghiệp địa phương triển khai. Cụ thể, ngoài việc tăng cường áp dụng những quy trình đầu tư chăm sóc tiên tiến, tỉnh Nam Đồng còn ưu tiên mở rộng những diện tích chè chất lượng cao để mạnh liên kết sản xuất để có đầu ra ổn định với giá thành hợp lý. Song song đó, phát triển chế biến nhằm nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm chè. Hiện trên địa bàn Nam Đồng có hơn 150 công ty chế biến chè với quy mô gần 30.000 tấn một năm và hàng chục cơ sở chế biến chè với quy mô trên 17.000 tấn một năm. Hiện nay, Nam Đồng có khoảng 270.000 ha cây trồng, nhưng diện tích được áp dụng các giải pháp tưới thông minh tưới tiết kiệm lại rất thấp với khoảng 45.000 ha. Việc áp dụng các giải pháp tưới thông minh, tưới tiết kiệm sẽ giúp giảm chi phí về điện nước, nhân công lao động. Ngược lại, sẽ tăng năng suất, sản lượng cây trồng do cây hấp thu tối đa nguồn nước, vân mà không bị lãng phí ra ngoài, không gây dư thừa tại thời điểm tưới và gây thiếu hụt sau đó một thời gian ngắn. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm còn khá cao, khoảng từ 25 đến 50 triệu đồng một hecta. Mặt khác, nhiều nông dân chưa trực tiếp nắm bắt hết những lợi ích mà hệ thống tưới thông minh này mang lại, nên diện tích áp dụng còn hạn chế. Thời gian tới, Lâm Đồng cần có các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ để nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm này nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nguồn nước đang ngày càng dần cạn kiệt. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, kịp thời phổ biến thông tin hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về biển đảo và các đường biên giới giữa Việt Nam và các nước. Cụ thể, trong 5 năm qua, Tổ chức Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Lâm Đồng và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Lâm Đồng đã được thành lập. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức nhiều đợt giao lưu với phụ nữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, đã vận động các tổ chức phi chính phủ tổ chức hoạt động nhân đạo khám chữa bệnh, mổ tim từ thiện cho trẻ em nghèo với tổng trị giá 13,3 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi và trích quỹ cứu trợ 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Atapu, Lào để khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sepian Sim Mạng Nội. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để khách du lịch quốc tế và nhân dân các nước hiểu biết về văn hóa con người Việt Nam, về Đà Lạt, Lâm Đồng cũng được chú trọng. Nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hóa đặc sản, nhất là xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng còi du lịch chèo kéo du khách, để tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cùng ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh đặc sản Hoàng Phát tại địa chỉ số 14 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện và thu giữ 260 hộp mứt các loại, tổng trọng lượng khoảng 52 kg, trị giá khoảng 18 triệu đồng, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, cơ sở cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Hơn lúc nào hết, người dân cần chung tay cùng ngành chức năng phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. Thưa quý vị, thực hiện luật thủy sản năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các tỉnh ven biển bắt đầu thực hiện việc cấp hạn ngạch khai thác cho tàu cá theo vùng, thay vì theo công suất tàu. Theo đó, chiều dài của tàu cá sẽ quyết định tàu đó được đánh bắt ở vùng biển nào. Quy định này có hiệu lực, đồng nghĩa với hàng loạt vấn đề ngư dân phải thay đổi. Và điều này cũng tác động không nhỏ đến ngư dân, theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Điểm khác của việc cấp phép khai thác thủy sản theo luật thủy sản hiện hành là thay vì cấp phép theo công suất tàu như trước, việc cấp phép lúc này được căn cứ theo chiều dài của tàu cá. Theo đó, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên được hoạt động ở vùng khơi, chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng và tàu dưới 12 mét cho hoạt động tại vùng ven bờ. Thế nhưng thực tế lâu nay ở Phú Yên, đội tàu cá công suất từ 90 cv trở lên
thường đánh bắt cả vùng lộng lẫn vùng khơi tùy theo mùa. Nhưng do số lượng tàu khai thác trên một vùng quá đông, dẫn đến nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt. Nhiều tàu cá ra khơi năng suất thấp, không bù đắp được chi phí chuyến biển. Tôi nghĩ rằng là một chiếc trúng bánh nhưng mà 10 chiếc không đó, đầu chỉ nghĩ rằng cái chiếc vô trước trúng bánh đó, đầu chỉ đè lại cái chiếc sau. Đó, chứ còn thật chất đây là ké không có nắm. Giờ nó hãng là đa số là giờ người dân chuẩn bị nằm bờ luôn, 20 con là lỗ rồi, 30 con là còn mặc đủ vốn mà từ 40 con là dư có ăn. Việc cấp hạn ngạch là cơ sở để quản lý tàu cá theo luật thủy sản năm 2017 và hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm. Tuy nhiên cũng không ít người dân lo lắng, nhất là những người dân có tàu cá dưới 15 mét. Theo bà con, việc chuyển đổi đánh bắt từ vùng này sang vùng khác không phải dễ dàng bởi liên quan đến chi phí đầu tư cho ngư lưới cụ. Do vậy, để thực hiện được, cần có những hỗ trợ ban đầu để người dân có tàu dưới 15 mét chuyển đổi nghề từ vùng khơi sang vùng lộng cho phù hợp. Nên đầu tư được cái tàu mà dưới 15 mét để làm những người khác, thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho vay vốn hay là ngư lưới cụ gì khác hơn để làm cho chẳng hạn như là nuôi rút, làm mành đèn trong thì cái cũng hợp lý. Thì đối với đời sống ngư dân chúng tôi là để đảm bảo bám biển, chứ là ở biển không làm biển thì như vậy thì làm cách nào để mà có sống. Căn cứ vào hạn ngạch khai thác theo vùng mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp thì Phú Yên có 451 tàu dài trên 15 mét, đủ điều kiện đánh bắt vùng biển khơi. Gần 2/3 tàu cá công suất trên 90 CV, nhưng chiều dài tàu dưới 15 mét sẽ phải chuyển vùng đánh bắt vào vùng lộng. Phạm vi đánh bắt bị thu hẹp, ban đầu người dân có thể sẽ gặp khó khăn. Nhưng về lâu dài, với cách làm này có thể phát triển nghề cá bền vững. Vấn đề hiện nay là cần có những bước đi phù hợp với tình hình thực tế để người dân chấp hành tốt và khi đó luật thủy sản mới có thể đi vào cuộc sống. Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao hiện nay đã không còn xa lạ với người nông dân tỉnh Quảng Bình. Trên vùng đất cát trắng và gió Lào, vùng biển Bãi Ngang, vợ chồng anh Dương Trí Quang đã xây dựng thành công mô hình nhà màng trồng rau củ quả. Trên cát trắng ngày nay đã mọc lên những cây rau quả chất lượng cao, giúp thay đổi sinh kế của người dân nơi đây. Những ngày hè nắng nóng trên vùng đất cát Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, những giống rau củ quả trong trang trại của vợ chồng anh Dương Trí Quang vẫn sum suê trĩu quả. 2 năm trước, vợ chồng anh Quang đã quyết định rời miền Nam, trở về miền cát trắng quê hương để khởi nghiệp. Với số vốn hơn 1 tỷ đồng, gia đình anh đã xây dựng được mô hình nhà màng rộng gần 2.000 m2 trồng rau sạch hữu cơ theo hướng thủy canh. Cái vùng cát trỏi này là mình về phát huy được cái tiềm năng của cái vùng của mình là đất đai khô cằn, nên mình quá trình làm mình nghiên cứu thì mình tận dụng được những vùng giải đất mà bình thường không ai sử dụng đến, mà bỏ hoang bỏ hoạ thì mình vận dụng vào đấy mình phải hiện đại. Trồng rau theo mô hình công nghệ cao với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ, người nông dân dễ dàng chủ động về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Nhất là công nghệ tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước tối đa, giúp cây trồng phát triển được ở cả vùng khô hạn. Mô hình này mỗi năm cho gia đình anh Quang thu nhập khoảng 300 triệu đồng trên diện tích chỉ gần 2.000 m2. Trong cái giai đoạn thực hiện cái chuyển đổi nghề thì nó đã là phần nào nó tạo cái công ăn việc làm cho là bà con ngư dân và là góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết cái khó khăn do cái ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Với cơ cấu chuyển đổi kinh tế nông thôn, huyện Lệ Thủy đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp thiết thực, trong đó hỗ trợ một phần kinh phí cho một số mô hình điểm sản xuất của các hộ nông dân, lấy đó làm cơ sở để tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình nhằm phát triển kinh tế địa phương. Chỉ hơn 3 tuần sau khi xuất hiện, sâu keo đã tấn công nhiều diện tích bắp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ghi nhận tại xã Nghĩa Thương, nơi có diện tích bắp bị sâu keo tàn phá nhiều nhất huyện. Hơn một tuần nay, ông Hùng ở xã Nghĩa Thương hết sức lo lắng vì ruộng bắp gần 2 sào của ông bị sâu keo tấn công, gây hại. Ông đã bơm thuốc bảo vệ thực vật nhiều lần nhưng không diệt được sâu, mà mỗi ngày số lượng bắp bị sâu cắn lại càng nhiều hơn. Sợ sâu cắn phá nhiều ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nên ông phải ra đồng bắt sâu bằng biện pháp thủ công với hy vọng có thể hạn chế thiệt hại. Cái sâu bệnh này nó phát hiện là bắp mới có vừa lên cho lùm vừa một con thôi. Tất thị là nó có rồi mà nhưng bà con phun một lần đầu tiên là nó cũng vẫn không hết. Phun lần thứ hai vẫn không hết. Bây giờ đến giờ kỳ thứ 3 mà sâu đã lớn dài rồi đó mà vẫn phun thuốc.
thuốc bình thuốc mua mọi người mua tới 30-50 ngàn một bình mà bơm nó vẫn không cháy hết. Sâu keo được ghi nhận tại huyện Tư Nghĩa gần một tháng nay và phát triển mạnh trong một tuần gần đây. Trước sự tàn phá mùa màng, nhất là keo bắp, ngành nông nghiệp huyện Tư Nghĩa đã cử cán bộ xuống tận ruộng hướng dẫn bà con cách phòng trừ. Do chưa có thuốc đặc trị nên biện pháp tạm thời vẫn là diệt sâu theo hình thức thủ công. Sau này là gây hại ở cây ngô từ 3 đến 6 lá và sức gây hại rất mạnh. Vì vậy, bà con khi trồng ngô thì phải sử dụng biện pháp phòng trừ là quản lý dịch hại tổng hợp như là biện pháp canh tác là làm đất kỹ, phơi đất khô để diệt nhộng trong đất, vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ trong ruộng ngô và quanh bờ để sâu keo mùa thu không còn nơi trú ẩn. Khi phát hiện bà con sử dụng biện pháp thủ công như là dùng tro bếp, quạt nước, xà phòng lõn để đổ trực tiếp vào nón đọt non của cây ngô. Vụ hè thu này huyện Tư Nghĩa có hơn 670 hectare bắp. Trong gần một tháng nay, số diện tích bị sâu keo cắn phá gần 9 hectare, tập trung ở các xã Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Kỳ và Nghĩa Lâm. Với mức độ phát triển và cắn phá như hiện nay, nếu không có biện pháp ngăn chặn, sâu keo sẽ gây thiệt hại nặng nề cho người trồng bắp. Từ cuối tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện thêm 3 điểm dịch tả heo châu Phi tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Quy mô dịch tuy nhỏ lẻ nhưng cho thấy dịch tả heo châu Phi vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm trong công tác phòng chống. Trong đó, vai trò của người dân cùng chung tay hạn chế dịch bệnh lan rộng lúc này cần được nâng cao. Vĩnh Phương là xã đầu tiên thuộc thành phố Nha Trang ghi nhận dịch tả heo châu Phi xuất hiện vào cuối tháng 5 vừa qua. Chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy đàn heo 22 con. Tổng trọng lượng 820 kg. Theo thống kê, trên địa bàn xã Vĩnh Phương có 56 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn gần 1.300 con, với phần lớn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ từ 20 đến 50 con một đàn nên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xuất hiện vẫn còn. Do đó, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm không để dịch lây lan. Việc tiêu hủy và chôn lấp thì cũng đã được tiến hành theo đúng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó thì ủy ban cũng đã ban hành các quyết định thành lập hội đồng, thành lập ban chỉ đạo và thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm mục đích là ngăn chặn kiểm soát các trường hợp vận chuyển buôn bán tiêu hủy lợn. Ủy ban cũng đã gửi thông báo đến cho các thôn nhằm mục đích là thông báo về tình hình dịch bệnh và cũng như là đề nghị các thôn phối hợp trong công tác quản lý kiểm tra các hộ chăn nuôi còn lại trên địa bàn. Kể từ đó đến nay thì trên địa bàn không còn phát sinh thêm ổ dịch mới nào, tuy nhiên thì ủy ban vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát các đàn heo còn lại trên địa của các hộ chăn nuôi khác. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại Diên Khánh và Nha Trang. Tổng đàn heo buộc phải tiêu hủy là 101 con thuộc 11 hộ. Trong đó có nhiều hộ nằm trong vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đáng lo ngại, theo điều tra dịch tễ, dịch tả heo châu Phi đều xuất phát từ việc sử dụng thức ăn thừa trong các hộ chăn nuôi. Mặc dù có xử lý nhiệt nhưng không cách ly với chuồng trại, dẫn đến dịch bệnh phát tán trong không khí. Bên cạnh đó, yếu tố con người, động vật nuôi khác và phương tiện vận chuyển cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo điều tra thì của cả nước thì khoảng 40% là nguyên nhân do thức ăn tận dụng. Đây là một trong những đối tượng nguy cơ cao đối với dịch bệnh. Ở những khi đưa thức ăn về để phải có một cái nơi cách biệt để xử lý trước khi cho gia súc cho lợn ăn, gồm có là vệ sinh tiêu độc khu vực đó, các cái vật tư, các cái dụng cụ chứa đựng phải định kỳ vệ sinh tiêu độc. Thức ăn phải đưa vào nấu chín vì phải trên 100 độ thì trong 1 phút thì con virus mới bị tiêu diệt. Giữa cái khu vực mà sử dụng đưa thức ăn về và chuồng nuôi phải có cái sự cách biệt triệt để, sử dụng các cái hố sát trùng để ngăn cách. Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp trong cả nước và rất khó kiểm soát. Hơn lúc nào hết, người dân cùng chung tay cùng với ngành chức năng phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, thực hiện tiêu độc khử trùng theo định kỳ, không giấu thông tin khi xuất hiện dịch bệnh trên đàn heo. Bởi việc xử lý dập dịch trong 24 tiếng đồng hồ mang ý nghĩa rất quan trọng, hạn chế nguy cơ mầm bệnh lây lan trên diện rộng. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mô hình điểm hiến máu cố định kỳ ra đời không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện cho mọi tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, phong trào hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả được xã hội tôn vinh. Và để duy trì lượng máu ổn định đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu tại các bệnh viện địa phương và tuyến trung ương, thì cần có sự đóng góp của các mô hình hiến máu định kỳ và đột xuất.
Trong đó, mô hình điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và để lại dấu ấn trong lòng người dân. Nhân chương trình Hành trình đỏ tại Đà Lạt sẽ diễn ra vào ngày mai 18 tháng 6, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, một ngày đặc biệt, nên Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã chọn chủ đề Giọt hồng Valentine để mở đầu cho chuỗi hoạt động Ngày hội Hiến máu tình nguyện, được diễn ra định kỳ vào ngày 14 hàng tháng tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Và với ý nghĩa đó, ngày hội đã thu hút được rất nhiều các cặp đôi tham gia hiến máu. Cứ 3 tháng là tụi em đi hiến một lần, nên hôm nay có dịp thì tụi em cũng đi hiến luôn. Trong một cái ngày đặc biệt như vậy thì đi hiến máu thì nó sẽ ý nghĩa hơn, nó sẽ làm cho cái ngày hôm nay Valentine nó sẽ đặc biệt hơn. Còn chương trình điểm hiến máu định kỳ tháng 6 này, nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Hội Chữ thập đỏ đã chọn chủ đề Giọt hồng cho bé. Qua đó, thu hút được rất nhiều các cán bộ giáo viên, phụ huynh trên địa bàn tham gia. Cũng được biết là nhiều trẻ em nó có hoàn cảnh rất là khó khăn, những lúc bệnh hoạn hoặc nghèo đấy là rất cần máu, cho nên là em nghĩ là cái bản thân em thì những, làm được việc gì cho em bé là cho các đứa học cháu học sinh của em được thì em sẽ làm. Tham gia thì từ năm 2013 nhưng mà tới bây giờ là được 11 lần, nó rất là ít mà nên làm chứ, bởi vì lâu nay mình cũng không có biết. Nãy mới vô mình thấy là ngày 14 hàng tháng định kỳ, thôi cứ 3 tháng mình cho một lần. Cứ đều đặn như thế, trải qua 5 tháng hoạt động, chương trình luôn đạt và vượt mục tiêu tự đề ra là thu về khoảng 60 đơn vị máu trên mỗi tháng. Đến nay, đã tiếp nhận hơn 250 đơn vị máu. Số máu được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có phần đảm bảo lượng máu cho bệnh nhân cần truyền máu. Mình chỉ biết cảm ơn cộng đồng với là mình rất hạnh phúc là một cái giọt máu đã truyền cho, đã ủng hộ cho chồng của mình. Sau khi đi dự các cái hội nghị của Trung ương, học tập các tỉnh khác, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì Lâm Đồng cũng phải nên có một cái điểm hiến máu cố định. Chúng tôi có cái hệ thống chữ thập đỏ trong các trường học. Chúng tôi phân bổ cho hội viên chữ thập đỏ các trường từ trung học phổ thông xuống tận mầm non để rồi cử người tham gia hiến máu theo từng tháng, theo cái lịch phân bổ của chúng tôi. Thì như vậy để nó khỏi bị trùng lắp. Và mỗi người nếu máu tốt, máu an toàn thì mỗi năm có thể hiến được 3 lần, 2 lần, thậm chí 4 lần nếu là sức khỏe tốt. Rồi khi cần thì chúng tôi lại có những cái hiến đột xuất khác. Như vậy có thể nói là cái điểm hiến máu cố định được phát thảo một cái ý tưởng để rồi xây dựng cho một cái tương lai. Thì chúng tôi thấy trước mắt những tháng đầu năm và tính đến nay thì nó đã vận hành và đi vào cái hoạt động tương đối tốt. Mô hình điểm hiến máu cố định kỳ này ra đời không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mà khi bệnh viện đang thiếu nhóm máu gì, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để tiếp nhận nhóm máu theo yêu cầu nhiều hơn trong tháng, giải quyết tình trạng thiếu nhóm máu cục bộ. Tin rằng chương trình không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong mọi tầng lớp nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.